Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nêu rõ, kết nối đầu tư Nghệ An Đông Quản là hoạt động để mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, giới thiệu môi trường đầu tư, các cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh Nghệ An, kết nối đầu tư với các doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng của Nghệ An với các đối tác của Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Nghệ An luôn rộng mở, tạo điều kiện, kêu gọi các nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư. Thực tế, trong 3 năm gần đây, Nghệ An đã có nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư FDI, trong đó trọng điểm là các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan. Tập trung là các dự án sản xuất trong các lĩnh vực như linh kiện, thiết bị điện tử, sản xuất phụ tùng ô tô, thiết bị quang học, các thiết bị phục vụ cho ngành năng lượng sạch, năng lượng xanh. Qua làm việc tại thành phố Đông Quản và tiếp xúc thực tế, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An thấy rằng các doanh nghiệp ở đây có nhiều thế mạnh phù hợp mà địa phương đang mong muốn, có nhu cầu kêu gọi đầu tư, nhất là lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị thông minh, thiết bị quang học. Để chuẩn bị đón các nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, hiện nay Nghệ An đang thực hiện phương châm nằm sẵn sàng, gồm quy hoạch, mặt bằng đầu tư, hạ tầng kết nối, nguồn nhân lực, sẵn sàng hỗ trợ của chính quyền đối với các nhà đầu tư. Một thuận lợi rất quan trọng là Nghệ An đã nhận được sự quan tâm của Trung ương bằng việc ban hành nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, nghị quyết thí điểm về cơ chế chính sách đặc thù sắp được Quốc hội thông qua. Từ đó sẽ tạo cơ sở pháp lý, phân cấp thẩm quyền để tỉnh chủ động triển khai các thủ tục đầu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn nhanh hơn, thông thoáng hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An mong muốn, Hội nghị kết nối đầu tư Nghệ An Đông Quản sẽ mở ra những cơ hội mới và nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp nhà đầu tư từ thành phố Đông Quản. Trên tinh thần đó, đại diện một số doanh nghiệp đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp của Nghệ An cũng đã thông tin, chia sẻ về môi trường đầu tư, các cơ chế chính sách hiện hành của tỉnh Nghệ An, đồng thời giải đáp một số vấn đề mà với các doanh nghiệp hiệp hội của thành phố Đông Quản quan tâm. Cũng tại thành phố Đông Quản, đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác đã đi tham quan một số sản phẩm điện tử của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Su Tông, thăm và làm việc với Tập đoàn Best Pacific International Holdings Limited, nghe giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Đây là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vải. Hiện nay, tập đoàn có các nhà máy đặt tại Trung Quốc, Việt Nam, Sri Lanka và Mỹ. Tại Việt Nam, tập đoàn đã đầu tư 2 dự án, gồm dự án Best Pacific Việt Nam tại khu công nghiệp V-Ship Hải Dương và dự án Premium Fashion tại khu công nghiệp WHA Nghệ An.